Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày cuối tuần là vui vẻ đầm ấm bên người thân. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 23 tháng 5 2021, năm thu quay trở lại vườn Kiển Văn Bình để chào với các bạn một số tác phẩm mà nhà vườn muốn giao lưu. Các bạn thân mến, thì năm thu cũng chỉ làm clip thôi, mình không có tham gia mua bán. Mọi liên lạc giao dịch các bạn nên gọi trực tiếp cho anh Bình, đặt cũng là số Zalo luôn ha. Số là 0915 973 499. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại Trần Bình quen thuộc của vườn Kiển Văn Bình. Rồi, chào Bình. Dạ, em chào anh Năm. Chúc ngày chủ nhật vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh. Em chào cô bác, anh chị chúng ta. Hôm nay vườn Kiển Văn Bình này báo giá một số chủng loại cây đến để cô bác, anh chị chúng ta tham khảo. Và trong dịp Covid này, chúng ta lấy cái mua được thì mua, không mua thì ta ngắm cây, ta chơi cho vui, cho đỡ buồn. Cô bác em chị vui vẻ cơ ha. Rồi, trước khi chào những cái sản phẩm của mình, em vui lòng nhắc lại cái hình thức kinh doanh của vườn mình. Cái hình thức kinh doanh của em là cô bác anh chị mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa và thành phố Bình Dương, sau khi chốt cây thì không phải cọc tiền mà em đem cây tới rồi em thu tiền luôn. Còn cô bác anh chị ở xa thì vui lòng cọc trước cho em mà ít làm tin thôi. Cây em báo ở đây là bao gồm cả tiền phí ship rồi, và cây chậu đẹp chậu xấu như thế nào là quay lên như thế nào thì em gửi cả theo như thế nha. Nguyên bộ như thế ha. Yeah. Rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành làm việc để không mất thời gian của cô bác và anh chị ha. Rồi, cái số 1 cây đầu tiên là cây sơn liễu. Cây sơn liễu số 1. Chiều cao 50. Thể ngang của tàng là 52. Ngoài một cái bể chỗ này là 28. Cây sơn liễu số 1 được chào giá là 2 triệu. 2 triệu cho tác phẩm số 1 sơn liễu. Rồi chúng ta tiếp tục số 2. Cây lộc vừng. Số 2 lộc vừng. Chiều cao là 37, tán rộng là 43, bình thân là 21. Cái lục bình được chào giá 850. 850, rồi ok, xin mời em kế tiếp, em số 3. Anh nhớ cái gì không? Cây trà Phúc Kiến đúng không? Đúng rồi. Nó có bông trắng đó. Tại thấy bông. Là trái là bông nhiều lắm. Bông trái này. Cây này bông, bông. Thì nó xiên ra bông nó trái. Nó xiên ra bông đó. Nó có bông là có trái. Cái này nó dễ sống lắm anh ơi. Khỏe lắm. Chiều cao 42. Chiều dài là 46. Vành thân chỗ này là 24. Được chào giá là Trà Phúc Kiến được chào giá là 900 ngàn. Các bạn lưu ý là hàng đã có ship và chuyển đi nguyên bộ ha. Rồi cái nào bỏ chậu lại bắt nó dị lắm, bỏ chậu lại mình sẽ chia sẻ. Số 4. Số 4 cây này là cây gì đây ta? Cây mắt mèo. Mắt mèo hả? Có cây mắt ngai không? Cây mắt mèo nhưng có cây mắt nai. Mắt nai không có hả? Cao 43. Đây là mắt mèo hả? Mắt mèo. Chiều dài tàng 43. Gần của cả cái cục này là 60. Cũng đẹp hết. Tất cả với củ gốc nó cũng cái mắt mèo được chào giá là 2.3. 2.3 có phần mắt mèo. Chúng năm. Chúng năm này cây này cái sàm. Trái anh ơi. Sàm không? Trên cây nhà trên lá rồi chỉ còn trái thôi. Sàm trái. Trên cây là chỉ còn trái thôi. Đó, chỉ còn có trái rồi chứ không thấy gì, thấy lá đâu mà. Cao 37. Tàng 40. Mình có cả cái bè này
là 42. Và đủ cái thân trên chỗ này là 11. Thân trái thì chào giá là 2.2 triệu. 2.2 triệu. Rồi, chúng ta được chào giá. Em mang lại số 6 là cây bông trang. Trang đỏ anh ơi. Trang đỏ. Cao 39. Đàn 50. Đó là một cái bệ đền thôi nha. Quanh trên cổ đế này là cỡ 3 thân là 31. Cái trang của trạm giá là 1.7 triệu. 1.7 triệu. Rồi, tiếp tục xin mời em số 7. Số 7 là cây ngâu, đúng không? Cây ngâu. Ngâu bông vàng á. Bông nó màu vàng. Ừ, cây ngâu thì bông màu vàng rồi. Nhưng mà có cái bông ngâu màu đỏ không? Màu đỏ, nhà em có cây, ở nhà em không có. Nhà có không? Phun nào vô đổi có gì đó. Chiều cao là 63. Đơn giản, phun màu lên. Tôi nói đi giờ tiếng là tiếng con nhảy. Số 7. Tán đồng là 52. Quanh thân chỗ này, đế thì không đo nữa là 13. Cái ngâu được chào giá là 600 ngàn. 600 ngàn, ngọc. Vâng, và chúng ta tiếp tục đến số 8. Chào Phúc Kiến anh ơi. Chiều cao là 27. Tán đồng là 32. Bình thân chỗ này là 24. Chào Phúc Kiến mình chào giá 600 ngàn. 600 ngàn, chào Phúc Kiến. Rồi, số 9. Một cây me. Chính là một cây me chua quốc tịch Việt Nam. Cây me này mới nhặt lá đi, giờ nó đang ra một loạt lá mới đó. Để cực kỳ đẹp luôn. Đây vòng này. Số 9. Chiều cao từ miền chậu lên là 28. Chiều dài của cái tàn đổ đó. Từ chân này xuống đây này. Nó lồng ngoằn khó đo, nó đo đại thôi. 54. Nó quằn một cái thân ở đây. Quằn một cái thân ở đây là 20. Bẹ thì nó cũng vừa rồi. Rồi, được chào giá là. Cái me được chào giá là 2.3 triệu. 2.3 triệu, tác phẩm số 9. Được trồng vô cái chậu ống là rất phù hợp ha. Đầu lục giác ống rất phù hợp. Là số 10. Số 10 là cây sam bông hay trái đây. Sam bông anh ơi. Sam bông. Cây già nua chắc rồi. Đế đẹp. Chiều cao 40. Chiều dài tàn 47. Quanh của cái đế là 43. Sắp bông được chào giá là 2.5 triệu. 2.5 triệu. Nó số 10. Và tiếp tục em số 11 là em Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai. Cái này nó có siêu ra bông, cái loại này. Ừ, nó tuân, có nắng là có bông quanh năm mà. Nó già liên tục. Ừ, nó bông quanh năm thôi. Chiều cao là 37. Tán đồng là 43. Và những cái chỗ này lại khá này, 18.
chào giá là 900.000. 900.000. Rồi, xin mời em mang mã số 12. Cái găng anh ơi. Găng. Một cái bàn găng đẹp. Cái găng Việt Nam hay Thái Lan? Việt Nam mà. Găng Việt Nam. À. Đâu có găng Thái thì cái bộ. Cao 26. Thì cái bộ tự giới thiệu cười. Cao 26. À. Tăng 41. Vành chỗ này là 35. Găng chào giá là 900 ngàn. 900 ngàn. Vâng, xin mời em mang mã số 13. 13 đọc câu trang vàng. Trang vàng anh ơi. Trang vàng. Trang vàng. Chế tác thầy cái kiểu Phúc Lộc Thọ ha, tam đa Phúc Lộc Thọ. Và một thân, một cốt, ba thân. Chiều cao là 29. Tăng rộng là 40. Vận thân chỗ này là 20. Trang vàng được chào giá là 3 triệu. 3 triệu. Rồi, tiếp tục chúng ta chào giá, em mang mã số 14. Đây là cái kim quýt. Kim quýt. À, tạo dáng phu tử hả? Mẫu tử. Dáng là duyên cây ha. Đẹp chứ. Duyên cây, nó có đẹp duyên. Cây nó có duyên. Tạo dáng nó có duyên. Trái chính là rất nhiều. Chính đỏ chứ. Mà trái lớn thiệt rồi. Trái chín, trái xanh nhiều lắm. Chiều cao từ miệng chậu lên là 57. Cái này tác phẩm mới được nhái theo cái kiểu tam căn ngũ thường. Chiều dài tàng là 57. Đúng không? Tam căn ngũ thường đúng không? Dạ. 3 năm mà. Quanh một cái đế là 47. Ủa cái gì cũng 47 không? Số 14. Cái này dáng đẹp đó các bạn, dáng yêu nè. Tạo dáng mà nhìn dễ thương. Là số 14. Giá đẹp hay giá dễ thương. Cái duyên cây. Kim quýt được chào giá là 3 triệu 3. À, cái duyên cây, giá là cái duyên cây. Rồi, ok. À, xin mời em số 15. Số 15 là em này, em gì quên rồi. Em Hải Châu. Hải Châu lá nhỏ anh ơi. Hải Châu. Thì rất là đẹp. Như là có huyện Hải Châu, Đà Nẵng phải không mình? Dạ. Phải không? Hải Châu á. À, huyện Hải nói Châu. Nói chung là miền Trung nó nhiều Hải Châu lắm. Nhưng mà huyện Hải Châu ở Đà Nẵng phải không? Huyện Hải Châu, có không? Nhưng nhớ cái huyện Hải Châu đúng Đà rồi, Hải Châu có huyện Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng đó sao, Hải Châu. Chiều cao là 44. Coi lại thì chính xác, hôm qua anh hỏi nghe lên cọc, lúc tung. Hỏi cái huyện đó. Mình nhớ Hải Châu. Hải Châu là 32. Xuất xứ miền Trung nhớ Đà Nẵng đâu, có huyện Hải Châu đâu mà Đà Nẵng. Mình chỗ này là 36. Hải Châu được chào giá là 900.000. 900.000. À, ok, à, xin mời em số 16. Xăm trái anh ơi. 6 là xăm trái. Cao là 20. Tàng 33. Vành chỗ này là 16. Xăm trái nó chào giá 2.1. 2.1. Mang mã số 16 thì chúng ta tiếp tục. Mang mã số 17. Chiều xuân. Chiều xuân, chiều xuân. Có một chiều xuân như thế. À, rồi, cái tên nó lãng mạn ha. Chiều xuân, mang mã số 17. Chiều cao 38. Tăng rộng 44. Vành đế này là 50. Chiều xuân số 17 à anh? Số 17. Được, chiều xuân số 17 được chào giá là 1.8 triệu. 1.8 triệu. À vâng, chúng ta tiếp tục. Năm số 18. 18. Cốc. Cốc. Tạo thế quái.
kéo rồi chúng cắt cái này đi, dây đi. Kéo. Cắt cái dây đi. Chiều cao là 48. Tặng được đo tương đối thôi này là 48. Quanh của một cái thân nha là 12. Tóc là theo giá 750. Các bạn lưu ý đây là giá đã có ship và chuyển đi riêng bộ. Cả ship cả chặt. Rồi số 19. Mặt số 19, cây này xăm bông bên trái đây. Xăm trái hả? Xăm trái thì chế tác và dán bài ha. Cao 34. Chiều dài tàn là 46. Còn cái cục ở chỗ này là 15. Xăm trái chào giá 2.1. 2.1. Rồi, tiếp tục xin mời em mang mã số 20. Cây ổi. Cây ổi. Cây ổi chiều cao 47. Tán rộng 54. Gần chỗ này là 18. Cái hội được chào giá là 1.4. 1.4. Mang mã số 20 thì chúng ta tiếp tục chào giá. Em mang số 21. Tác phẩm xăm trái. Xăm trái 21. Cái này đang nuôi nha. À. Đang nuôi. Này là cô bác anh chị về nhà thì ta nuôi tiếp. Đang tạo cho nó thành một cái tác phẩm. Nhắn rớt xuống á. Cái tác phẩm này là cơ bản đã hoàn thành, cơ bản ha, nó tạo được những dáng cơ bản rồi. Về là các bạn có thể nuôi lại. Nếu các bạn mà không thích những cái nhánh rớt lòng thòng thì các bạn có thể bỏ đi. Nói chung là tùy theo sở thích của mỗi người. Tùy theo sở thích. Tùy theo sở thích ha. Nhưng mà của chủ hiện tại là người ta đang tạo dáng như liễu rủ. Liễu rủ ha. Các cái nhánh rớt xuống. Thức tha lãng mạn. Rất là đẹp, cây nó già. Đấy, nhìn nó thoáng không? Rồi, báo cáo thông số. Chiều cao là 37. Chiều dài của cái tàn này tương đối là 49. Còn của cái thân như này là 9. Trái được chào giá là 2.9. 2.9. Rồi, ok. Xin mời em mang mã số 22. Sâm hương lên đây. Sâm hương ít gặp những cái dòng cây nhỏ này ha. Thường sâm hương người ta người ta tung ra thị trường là cây gốc sạc gốc lớn hoặc là ghế. Chiều cao là 30. Tầng rộng là 28. Vằn trái bên đó nào. Cái ngọt một cái vằn xùi trái đỏ. Rồi, được chào giá. Sắm hương được chào giá là 650. 650. Chúng ta tiếp tục chào giá mang mã số 23. 23 là sắm trái. Sắm trái thác rổ. Sắm trái thác rổ, cây rất già đó. Cây không còn dây còn nhỏ gì hết. Chiều dài của đang từ trên này xuống là 34. Có cái quành chỗ này là 13. Xăm trái được chào giá là
triệu 2. 1 triệu ha. Rồi, em số 24 cũng là sam. Gốc bự, cây lùng, bơm lùng, chơi để bàn. Bông hay trái đây? Chả thấy bông, chẳng thấy trái. À, giới tính thì chưa xác định được. Giới tính chưa xác định thì cứ báo giá cho bông. Báo giá thuộc bông. Chiều cao là 31. Chả thấy bông cũng chả thấy trái. Thành rộng là 37. Gần của cái thân trên này là 14. Sam báo giá bông này là báo giá là 1.6 triệu. 1.6 triệu cho cái tác phẩm mang mã số 24. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chào giá em mang mã số 25. Hình như cũng là sam bông hay trái đây. Cái này thì biết rồi, rõ ràng là sam trái. Sam trái thì thấy trái thì biết được không? Đó Nam Thu sẽ dùng kính cận lại cho bạn nhìn ha. Chiều cao 25. Chiều cái bùng này này là xăm trái. Cái trước nó có này. Tác động là 40. Gần đủ cái thân trên này, thân này lớn lắm này. Thân trên này là 18. Xăm trái được chào giá là 3.4 triệu. Vâng, em xin mời tiếp tục em ăn mã số 26 Hải Châu. Hải Châu anh ơi, Hải Châu lá nhỏ. Để đem không? Còn rất là chắc cây ha. À, rất là đẹp. Đây là hàng khai thác. Rất là khai thác. Hàng khai thác. Cái này chỉ nuôi thêm một chút nữa là tinh tàn không? Ấm. Hàng khai thác. Cây này cực kỳ quen rồi. Chiều cao 30. Tán động 50. Gần ngưỡng cái này đến đây là 56. Hải Châu được chào giá 2.3 triệu. 2.3 triệu. Vâng, đã tiếp tục. Đã xin mời em mang mã số 27. 27 là cái tùng. Và nên tùng, tùng lá cũng là nó luôn. Cái tùng anh ơi. Tùng. Gọn ha. Chiều cao là 77. Chiều dài của tàng là 56. Vần ngữ cái thân của này là 23. Tùng được chào giá 2.8 triệu. 2.8 triệu. Mang mã số 27. Vâng, tiếp tục. Mang mã số 28. 28 à, rất là chắc cây. À, em này là em sam sam trái không? Trái hay bông đây? Em này sam bông anh ạ. À. Sam bông. Dạ, cú đế lùng là lá nhỏ xíu. Mấy cây đa số khai thác chứ mình nuôi từ nhỏ. Cái khai thác mình là... nuôi từ nhỏ làm sao mà lớn từ cái này không? Lâu lắm. Lâu lắm. Em nuôi gì? À, khai thác từ rừng ra các bạn. Mà bắt đầu thuần trồng nuôi lâu lắm, nuôi lâu lắm, khai thác về nuôi lâu lắm, nuôi bao giờ mà chiều cao vậy? Là 67, chiều dài của tàng là 59, mình buộc cả cái cục là 64, tác phẩm 28 sầm bông, cái cổ đấy trên này là 22. Sam bông được chào giá là 4.7 triệu. Vì quá đẹp. 4.7 triệu. Ok, số 29, cây chính là cây này là cây tường vi hả? Tường vi anh ơi. Tường vi. Cây tường vi. Mang vào số 29 là tường vi. Chiều
chiều cao tương đối là 55. Chiều dài tàn tương đối là 67. Tường vi gốc bự này cũng hàng khai thác. Quanh gốc là 50. Tôi quanh cái thân dinh chỗ này. Quanh thân dinh chỗ này là 21. Tường vi được chào giá là 2.4 tường vi. Rất là già cây. Vâng, xin mời em kế tiếp. Em mang mã số 30. 30 cũng già rồi. Hải Châu. Lớn lắm. Hải Châu. Cộng. Chiều cao 47, chiều dài tàn 63, gần với cả cái cụm này là tương đối là 62, xoay vòng để đẹp cực lớn, không sâu không mọt cho nằm. Hải Châu được chào giá 2.5 triệu. 2.5 triệu, Hải Châu tác phẩm mã số là 30. Rồi. Rồi chúng ta tiếp tục. Xin mời em mang mã số 31. Sơn liễu. 31 là cây sơn liễu. Phong dáng thiên nhiên này. Đó. Đẹp chưa? Nhân bài. Sơn liễu. Già cây đó. Chiều cao là 52. Nó dài ghê lắm. Tán đồng là 73. Bình thân như thế này là 17. Sơn liễu được chào giá là 950. 950 cho các tác phẩm sơn liễu mang mã số 31. Và tiếp tục chúng ta mang mã số 32 cũng là Hải Châu. Năm thu tới trái nó rất là nhiều các bạn. Dáng rất là duyên cây. Duyên cây trái nhiều. Các bạn thấy trái xanh xanh không? Xanh xanh như hạt tiêu không? Nhiều trái lắm anh. Nhiều. Cái này nó có nhiều trái lắm anh. Châu. Chiều cao là 54. Chiều dài của tàn là 67. Nó nhiều trái lắm anh. Trái núp núp núp. Trái khắp cây núp. Quanh ở cái bệ là 59. Cái này số mấy anh? Số 32. Hải Châu số 32 được chào giá là 9.5 triệu. 9.5 triệu cho tác phẩm Hải Châu mang mã số 32. Rồi, chúng ta tiếp tục chào giá, em mang mã số 33. 33 là cây sam, đúng không? Không thấy bông mà kia cái trái thì gọi là dạ lắm, nó thành phẩm thôi. Không có dây, không có nhà gì hết. Cao 37, tàn 42, vành thân ở trên này là 12, sam bông được chào giá là 2.4 triệu. 2.4 triệu, tác phẩm mang mã số 33. Chúng ta tiếp tục, 34 là em Linh Sam, bông tím này.
tím hàng riêng. Cái riêng nha. À. Rất là già cây. Ba mươi bốn lên sao. Già lắm. Cái dây này giờ bỏ hết từ rồi. Già cú đến rồi. Chiều cao là 56. Chiều dài của tàng là 83. Quanh của cả cái đế là 73. Cái lưng xăm bông tím zin này được chào giá là 3.4 triệu. 3.4 triệu. Rồi xin mời em ăn là số 35. Nặng quá, nặng quá. 35. Cố thôi. À, 83. Em này em Hải Châu. Hải Châu. Phẩm Hải Châu này các bạn tham gia. À. Rồi, chúng ta được chào em 36. Em cuối cùng ạ. Rồi, em cuối cùng mang mã số 36. 36 là cây găng hả? Găng anh ơi. À, cây găng. Găng tu. Găng tu rú. Em thấy găng thái chưa? Em chưa. Găng thái cái thân nó khác, cái găng này cái lá nó nhỏ hơn. Dạ. Yeah. Nó nhặt lá. Em chưa thấy găng thái. À, thái có thấy rồi, thấy rồi. Găng này đẹp quá. À. Đẹp quá trời luôn. Này nhìn nhắm con tu hú không? Con tu hú đó. Tu hú còn vậy hả? Phải không? Sao chú Lâm thấy giống gốc cây hả? Chiều cao 70. Tán rộng là 68. Vành của cả cái bệ này là 95. Cái găng được chào giá là 2.7 triệu. Cái găng được chào giá là 2.7 triệu. Các bạn thân mến, cũng là kết thúc cái chương trình báo giá ngày hôm nay. Thì Năm Thu cũng là rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất các bạn ha. Một lần nữa chúc các bạn và gia đình ngày Chủ nhật vui vẻ và làm ảnh bên người thân. Rồi Bình ơi, em cũng phải chào khách thôi em ơi. Dạ, quý khách rồi thì cũng chúc toàn thể anh chị chúng ta thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn. Rồi, bye bye các bạn. À, các bạn lưu ý là vườn kiển Văn Bình được chào giá lên kênh Thu Bonsai vào mỗi chiều thứ năm và Chủ nhật hàng tuần. Mong rằng các bạn ủng hộ. Thank you.